Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Clip ngày hôm nay thì Xuân Đỉnh sẽ giới thiệu cho các bác hai cái sản phẩm đó là rất là đẹp, đến từ Nhật Bản. Tất nhiên thì cửa hàng Xuân Đỉnh thì không thiếu gì đồ đẹp, nhưng vẫn ở những phân khúc là hàng bình dân, vừa túi tiền các bác, và cứ luôn đảm bảo với các bác là chất âm sẽ hay cái tầm tiền các bác bỏ ra rất là nhiều. Và trong video ngày hôm nay thì Xuân Đỉnh sẽ giới thiệu cho các bác một cái cặp loa Diatone DS73D. Thực sự nó rất là đẹp, từ cái kiềng loa không có spa tút tát sơn si. Đấy, từ góc cạnh thùng tuyến loa căng cước còn rất là đẹp. Thì Xuân Đỉnh đang phối ghép cho các bác là một chiếc âm đi 8800 mắc đôi, đẹp xuất sắc. Gọi là đây là một cái bộ gọi là trai tài gái sắc phối ghép với nhau thì cực kỳ là hợp, mà vẫn là cái phân khúc là hàng vừa túi tiền. Cả bộ này thì nó đang có mức giá là dưới 15 triệu. Đấy, thì các bác có nhu cầu chơi một bộ âm thanh hàng bãi ngon bổ rẻ, cũng như nghêu ngao karaoke gia đình, thì những cái bộ này sẽ đáp ứng được cho các bác rất là tốt khi các bác nắp thêm vang cơ vang số là hát karaoke được luôn. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho các bác hai cái sản phẩm ngày hôm nay. Đầu tiên thì sẽ quay về cái cặp loa. Đây là cặp loa Diatone có model là DS73D. Dòng này thì Xuân Đỉnh thấy nó đẹp quá, cũng như cái hình thức của loa, cho nên quyết định là sẽ thay cho các bác là sang gân mút để cải thiện được cái tiếng bát, nó sẽ được uy lực hơn. Còn bình thường gân của nó, gân zin thì nó sẽ là gân vải các bác nhé. Nhưng đây Xuân Đỉnh đã thay sang gân mút, thì thứ nhất là các bác không phải mất tiền thay gân, thứ hai là các bác phối ghép về âm ly thì rất dễ, và tiếng bát nó ra rất là lực luôn, đánh rất là mềm. Nó thiết kế là bát 32 xương đúc, viền của nó còn lớp mạ chrome vẫn còn rất là mới, nhưng tất nhiên thì không thể tránh được thì nó có một vài cái vết kiểu là ố nhỏ. Thì vì các bác cũng biết rồi, những cái cặp loa này thì nó không phải là mới sản xuất, mà ở đây nó toàn là 40-50 năm chứ không phải là ít. Còn với những cái vết ố nhỏ như vậy thì thực sự với các bác thì đây là một cặp loa rất là đẹp. Đây tuyến loa này các bác nhìn này. Đấy, các cái viền vành. Cặp loa này thì nó có kích thước là chiều cao của nó là 68, chiều ngang 37 và chiều sâu là 30. Thùng đẹp góc cạnh, và thùng của nó thì cái màu nó không phải là màu đen. Đấy, màu của nó là màu cà phê đậm. Đấy, hình thức góc cạnh từ đằng trước ra đằng sau. Không có sơn si, tốt tát hay spa gì cả. Đây là loa bên phải. Model của nó là 73D, trở kháng 6 ohm, công suất là 80W. Số series của nó là 925. Đấy, căng cước đây còn đầy đủ luôn. Còn đây là chiếc còn lại. Trong rất là nhiều cái thời gian qua thì cửa Xuân Đỉnh bán về dòng Diatone này rất là nhiều, nhưng để nói để lựa chọn cho các bác những cái cặp mà nó đẹp và long lanh, từ cái phần gông kiềng cho đến tuyến loa này thì nó rất là ít. Tại vì sao? Vì những cái dòng này thì cái nước mạ chrome này khi về khí hậu Việt Nam cũng như sử dụng lâu ngày thì nó đều bị oxy hóa, nhưng riêng những cái cặp như này thì nó còn rất là đẹp. Đấy, góc cạnh thùng các bác nhìn thấy rõ luôn. Chiếc bên này thì nó có seri là 487. Đấy, và bên trái duy nhất chỉ có một cái điểm xấu tí tí ở phía đằng sau, đó là vận chuyển này họ ném hơi móp một tí, nhưng Xuân Đỉnh đã xử lý qua cho các bác để cho các bác nhìn nó không thấy lộ, cũng như không có bị móp méo gì cả. Đây quay như này. Đấy, đấy là chỉ rõ cho các bác. Còn ngoài ra thì tất cả phần tuyến loa, thùng, góc cạnh cũng như gân màng của nó thì nó rất là đẹp. Cặp Diatone 73D này thì cửa Xuân Đỉnh vẫn bán được qua một cái mức giá khá là ưu ái, chỉ có 8 triệu đồng. Mức giá mà những cặp tuyển chọn thì bao giờ các số khác người ta sẽ bán cao hơn, nhưng cửa hàng Xuân Đỉnh sẽ bán gọi là hàng đồng giá. Từ trước giờ thì Xuân Đỉnh vẫn bán những cặp này mức giá là 8 triệu. Căng cước đầy đủ và rất là đẹp. Bác nào mà sở thích cũng như sưu tầm những cặp loa mà đủ tiêu chí cho các bác 2 trong 1, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, thì những cặp loa này sẽ đáp ứng cho các bác rất là tốt. Đấy, giá thì không quá đắt. Đấy, nó chỉ bằng một cái cặp Pioneer vừa vừa tiền, chỉ bát 2 năm thôi. Nhưng đây thì ngược lại thì đây là cấu hình là bát 32, cho nên các bác nghe nhạc cũng hát karaoke tuyệt vời trên những cặp loa như này. Mức giá chỉ có 8 triệu đồng. Tiếp theo thì sẽ quay cho các bác đó là chiếc âm ly 8800 mắc đôi. Hàng về trong tình trạng là tuyệt đẹp, từ phần mặt mũi cho đến nội thất bên trong. Xuân Đỉnh để nguyên cho bác một lớp bụi, và đây chính xác gọi là bụi tây. Chiếc âm ly này thì các bác cũng chơi về âm thanh thì các bác cũng
cũng rất là hiểu về dòng này rồi. Đây là dòng 8800 mắc đôi thì nó sở hữu là 8 sò than cánh xanh đen hai vít, cũng như chạy hai nguồn, 4 tụ đặc nguồn rất là khủng. Đấy. Phần mặt thì không có một vết xước. Dòng này thì có phím bật tắt nguồn, cầu loa AB và cộng AB, công suất của nó là 150W, đánh trở kháng từ 4 ohm, có chỉnh bát tép và tần số của bát, tần số của tép. Đấy, có 3 năng. Lao và hai filter là lọc tần số của bát tép thì bát gạt lên trên. Bên này thì có volume, dưới là loudness, muting là ngắt tiếng. Sau bên này mono shifter thì các bác để shifter là chính giữa rồi. Còn bên trên này là các đường vào cho các bác kết nối thiết bị bên ngoài như tuner, AUX, tab 1, tab 2 là 4 đường vào chính. Còn nếu như các bác sử dụng tab 1, tab 2 thì các đường bên trên này sẽ không có tác dụng nữa. Chứ nếu như không sử dụng thì các bác để chính giữa, để tuner, AUX bên trên mới có tác dụng. Phono là dành cho đĩa than. Đấy là Xuân Đình đã giới thiệu sơ qua cho các bác. Góc cạnh cũng như hình thức của chiếc âm mì này thì còn rất là đẹp. Nói rõ mắt còn rất là đẹp. Và Xuân Đình cũng đã mở nội thất bên trong để các bác có thể nhìn thấy rõ luôn. Đây là nội thất bên trong. Đít đáy vẫn còn 7 màu vàng óng này. Các cái phần nguồn này các bác nhìn thấy rõ, Xuân Đình lau nhẹ qua này. Đấy. Nguyên một lớp bụi mềm, bụi này bụi mỏng nhưng mà sắt xi của nó, các bác thấy những cái phần vỉ mạch công suất này xanh nét đẹp và nét căng. Đấy, đây là phần vỉ mạch âm sắc rất là mới. Dòng này thì cửa Xuân Đình cũng có khá là nhiều, nhưng lần này thì để lựa chọn cho các bác thì phải là hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc, sắc xi vàng óng. Đấy, mặt mũi ruột gan đít đáy còn rất là mới luôn. Chiếc này là có công suất là 150W các bác nhé. Số series của nó là 3 con 0. Đấy, số rất là độc, 3 con 0. Dòng này thì nó cũng có đường pre-in-out, nội thất bên trong máy móc còn vàng kính cổ. Bây giờ mình quay từ trên cao để các bác có thể nhìn thấy rõ. Mặc dù tuổi đời của chiếc Xiaomi thì nó khá là cao rồi, nó gần 50 năm thì phải. 8800 mắc đôi. Cửa Xuân Đình đã bán chiếc Xiaomi 8800 mắc đôi mức giá là 6.200.000 đồng. Và tổng giá trị cả một bộ này nó khoảng 14.200. Đấy, các bác có thể là mua lẻ âm ly hoặc mua lẻ loa thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mình, hoặc các bác có thể mua cả bộ cũng được. Nếu như bạn nào thiện chí mua cả bộ thì tính tròn là 14 triệu, giá cực kỳ là ưu ái và giá rất là mềm cho các bác chơi một cái bộ âm thanh hàng bãi Nhật. Và như vậy là trong video này thì Xuân Đình đã giới thiệu cũng như test cho các bác hai sản phẩm. Mọi thông tin chi tiết số điện thoại liên hệ 0395727582 và địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Những sản phẩm này Xuân Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác, xin kính chào và hẹn gặp lại.